Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ngẫm Thân Tâm. Việc sư Thích Minh Tuệ dừng cuộc bộ hành vốn truyền cảm hứng cho nhiều người được một số nhà quan sát nhìn nhận là điều có thể thấy trước. Hình ảnh sư Thích Minh Tuệ trên đất, trên người khoác một bộ y làm từ các mảnh vải vụn chắp vá, tay cắp lõi một chiếc nồi cơm điện, lang thang trên các nẻo đường để tu học khiến nhiều người xúc động, gọi ông là bậc chân tu. Nhưng cách chính quyền phản ứng với một hiện tượng xã hội hiếm có và cách quản lý tăng ni nói chung để lại không ít câu hỏi. Có thực sự sư Thích Minh Tuệ tự nguyện ẩn tu hay không? Việc chính quyền can thiệp để ông đưa ra quyết định này có cần thiết và hợp lý? Sư Thích Minh Tuệ, người thực hiện cuộc đi bộ khất thực khắp Việt Nam, đang trở thành một hiện tượng thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Sư Thích Minh Tuệ từng nhiều lần khẳng định ông không nhà, không chùa, không thuộc giáo hội nào, không là thầy của ai. Ông nói ông đã phát tâm bộ hành khất thực cho đến chết để thực hành chánh pháp của Đức Phật, liệu ông có dễ dàng từ bỏ? Nhiều câu hỏi đã được đặt ra sau khi sư Thích Minh Tuệ đột ngột dừng hành trình của mình vào sáng ngày mùng 3 tháng 6. Hiện nay cũng không có thông tin rõ ràng về nơi mà ông đang tu tập. Cùng ngày với việc chính quyền thuyết phục sư Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng hành trình khất thực, Bộ Công an đã công bố phần mềm quản lý tăng ni Phật tử mang tên VnPhatTu. Theo mô tả của Công an, tăng sĩ thuộc Giáo hội Phật giáo sẽ tự điền thông tin cá nhân vào ứng dụng này để nhà nước quản lý. Chưa biết hiệu quả và sự cần thiết của các công cụ này đến đâu, nhưng cần biết rằng ngoài 5 triệu tín đồ Phật tử là thành viên của Giáo hội Phật giáo, tổ chức duy nhất đại diện cho Phật giáo được chính quyền công nhận, còn một số lượng chưa được thống kê những tu sĩ không muốn nằm trong hệ thống này, trong đó có sư Thích Minh Tuệ. Đưa sư Minh Tuệ vào diện được quản lý. Ngay sau khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh sư Minh Tuệ làm căn cước công dân hôm mùng 3 tháng 6, một lãnh đạo công an tỉnh Thừa Thiên, Huế cho hay công an tỉnh Gia Lai đã thực hiện việc này. Chưa bàn tới việc vì sao sư Minh Tuệ đêm 2 tháng 6 vẫn còn ở Huế nhưng sáng 3 tháng 6 đã đi làm căn cước ở Gia Lai. Việc chính quyền có mặt và can thiệp vào hành trình bộ hành của ông Minh Tuệ gây ra nhiều bàn tán trong dư luận. Một số ý kiến cho rằng đã quá rõ về bàn tay của chính quyền khi cùng ngày sư Minh Tuệ đi làm căn cước. Ban Tôn giáo Chính phủ ra thông báo chính thức, một lần nữa khẳng định quan điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam rằng ông không phải là tu sĩ Phật giáo và tự nguyện dừng bộ hành khất thực. Việc chính quyền thuyết phục các tu sĩ, các chùa hay tổ chức tôn giáo độc lập tham gia vào các giáo hội do mình quản lý đã trở thành chỉ tiêu thi đua, phấn đấu của nhiều địa phương. Thượng tọa Thích Đồng Long từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một tổ chức tôn giáo được thành lập năm 1964 và được chính quyền Việt Nam Cộng hòa công nhận nhưng không được chính phủ Việt Nam hiện nay công nhận, nói: "Họ gây khó dễ cho công tác tu học của chúng tôi. Họ đã nhiều lần kêu gọi chúng tôi phải gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam quốc doanh của họ." Dưới sự quản lý của chính quyền Việt Nam, thành viên của các tổ chức không nằm dưới sự quản lý của giáo hội chính thống thì không được công nhận là tu sĩ. Thông báo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng khẳng định sư Minh Tuệ là tu sĩ. Tu sĩ Thích Minh Tuệ là một người giữ giới luật, tu theo hạnh đầu đà của Phật dạy, không nhà không cửa, không chùa viện, am thất, giày đây mài đó, ngày ăn một bữa, mặc y phấn tào, ngủ dưới gốc cây, nơi đất hoang, nghĩa địa, tự do tự tại, không nơi cố định, đúng phẩm hạnh một vị tu sĩ Phật giáo, mọi người ai cũng kính phục, noi theo, công nhận đúng là một tu sĩ Phật giáo, thì còn cần gì phải theo giáo hội này, tổ chức kia cho thêm phiền phức, buộc giảng. Rất khó để có thêm các Thích Minh Tuệ. Theo Thượng tọa Thích Đồng Long, để tương lai Phật giáo Việt Nam có nhiều người tu với những công hạnh đáng ngưỡng mộ như sư Thích Minh Tuệ, trước tiên phải cần có tự do tôn giáo, tự do về tín ngưỡng đúng nghĩa. Như vậy, những tổ chức độc lập hoặc những tu sĩ, cư sĩ không trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thể tự do hành đạo, chỉ cần không gây ảnh hưởng xấu đến xã hội nói chung. Sư Minh Tuệ là người đầu tiên có sức ảnh hưởng lớn như vậy đối với quần chúng Phật tử. Với những công hạnh mà sư đang tu học, chỉ trong một thời gian ngắn mà công chúng đã biết đến nhiều. Nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn sư đã bị ngăn cản không cho tu học như vậy nữa. Điều này cho thấy rằng để có nhiều vị như Sư Minh Tuệ trong bối cảnh Việt Nam có nhiều vi phạm nhân quyền thì rất là khó. Ông Bửu Nguyễn thì cho rằng cá nhân ông Minh Tuệ, dù mang lại hy vọng cho nền Phật giáo Việt Nam đang suy thoái, cũng chỉ đủ gióng lên một hồi chuông, bởi bản thân ông cũng chỉ đang thực hành và đã nói rõ là không giảng đạo Pháp. Cách thực hành của ông Minh Tuệ cho thấy rõ điều mà trong Phật giáo gọi là thân Pháp, tức là lấy thân mình ra thực hành, làm tấm gương cho mọi người. Ông Minh Tuệ làm được điều này và thực sự có giá trị. Nhưng rồi, theo thời gian, hiện tượng này sẽ lắng xuống. Mọi người sẽ dần trở về với công việc thực tại. Có chăng là nhận thức của Phật tử sẽ sáng ra nhiều. Từ đó họ có nhu cầu nghiên cứu thêm về Phật Pháp thì họ sẽ hiểu được chùa nào tu thật, sư nào tu thật. Để có nhiều hơn những Thích Minh Tuệ dưới sự quản lý của Đảng Cộng sản Việt Nam, với những chính sách về tôn giáo mà người dân không thay đổi được, thì theo ông Bửu Nguyễn, có hai điều quan trọng từ phía Tăng Ni và Phật tử. Tăng Ni phải là những người thực tu, tức là xác định xuất gia là để thực hành giáo Pháp chứ không phải tham gia quá nhiều vào các công việc mang tính thế tục của giáo hội, hay sa đà và các công tác quản lý mang tính hành chính hoặc các công tác xã hội từ thiện. Phật tử cần nâng cao nhận thức, kiến thức về đạo Pháp để không sa vào mê tín dị đoan hay dung dưỡng những vị sư giả. Chẳng hạn, hiện nhiều Phật tử vẫn quan niệm một thầy hoặc sư cô giỏi có nghĩa là họ phải có chùa to hoặc tượng lớn. Điều này vô tình thúc đẩy các vị sư này sa vào con đường kiếm tiền, và nguồn tiền không chân chính sẽ mang lại hậu quả. 13 hạnh đầu đà là gì? Trong hàng đệ tử Phật, tôn giả Ca Diếp đã chọn đời giữ hạnh đầu đà. Theo tài liệu đạo Phật, Pháp hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não, với 13 hạnh đầu đà bao gồm hạnh mặc y phấn tảo, vải may y nhặt ở lề đường, nghĩa địa, đống rác; hạnh ba y, sử dụng những miếng vải chắp vá lại thành y, chỉ dùng 3 y không nhận thêm y thứ tư; hạnh khất thực, dùng thức ăn bằng cách đi xin, xin ngày nào ăn ngày đó, không để dành, không ăn trong tịnh xá, không nhận lời đến ăn tại nhà cư sĩ; hạnh khất thực từng nhà, đi khất thực theo thứ tự, không phân biệt giàu nghèo; hạnh nhất tọa thực, ngồi ăn chỉ một lần, khi đã đứng lên rồi thì không ngồi xuống ăn lại, hoặc không ăn nhiều lần trong ngày, không nhận đồ ăn sau buổi trưa; hạnh ăn bằng bình bát, chỉ ăn những thức ăn xin được trong bình bát, không nhận bát thứ hai, không ăn bằng chén, đĩa riêng; hạnh không để dành đồ ăn, không nhận đồ ăn sau khi đã ăn xong, cho dù người khác muốn cho thêm; hạnh ở rừng, sống ở rừng, ở nơi hẻo lánh, không ở làng xóm, tránh xa những thứ gây mất tập trung; hạnh sống bên gốc cây, ở gốc cây, không sống ở nhà hoặc chỗ ở có mái che; hạnh ở giữa trời, sống ở ngoài trời, không ở trong nhà; hạnh ở nghĩa địa, sống ở nghĩa địa, bãi tha ma hoặc nơi hỏa táng; hạnh nghỉ chỗ nào cũng được, không cố định; hạnh ngồi không nằm, sống với 3 tư thế đi, đứng, ngồi, không bao giờ nằm, khi ngủ cũng trong tư thế ngồi. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like, share và subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Ngẫm Thân Tâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.